Hãy thử nói giáo viên dạy tiếng Việt Nam, nguyên văn là Việt Nam ngữ giáo viên. 越南语老师 越南语老师 Anh là giáo viên tiếng Việt à? 你是越南语老师吗? 你是越南语老师吗? Hãy nói, tôi không phải giáo viên dạy tiếng Việt, tôi là bác sĩ. 我不是越南语老师，我是医生。 我不是越南语老师，我是医生。 Hãy nói, anh cũng là giáo viên ngoại ngữ phải không? 你也是外语老师吗? 你也是外语老师吗? Đúng vậy, tôi cũng là giáo viên ngoại ngữ. 是，我也是外语老师。是，我也是外语老师。 Bây giờ hãy nghe từ bà nội, nải nè, âm Hán Việt là nãi nãi, nải, nải, nải nè, một thanh ba và một thanh nhẹ, nải nè, nải nè. Hãy nói bà nội, nải nè, nải nè, đây là bà nội của cậu à? 这是你奶奶吗? 这是你奶奶吗? Lực 3, đây là bà nội của cậu à? 李波,这是你奶奶吗? 李波,这是你奶奶吗? Đây là bà nội của mình. 这是我奶奶。这是我奶奶。 Bà nội cậu có khỏe không? 你奶奶好吗? 你奶奶好吗? Bà nội cậu có khỏe không? Dùng chính phản. 你奶奶好不好? 你奶奶好不好? Hãy nói bà nội mình rất bận. 我奶奶很忙. 我奶奶很忙. Bây giờ hãy nghe từ bà ngoại. 外婆. 外, 外, 婆, 婆, 外婆, 外婆. Hãy nói bà ngoại. 外婆, 外婆. Hãy thử nói bà nội, bà ngoại. 奶奶,外婆 奶奶,外婆 Bà nội tôi 我奶奶 我奶奶 Bà ngoại tôi 我外婆 我外婆 Bà ngoại anh ấy. Tha ngoại phủ. Tha ngoại phủ.
Bà ngoại anh ấy có khỏe không? 他外婆好吗? 他外婆好吗?